Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay thì mình để giới thiệu cho các bạn một trong những cái đôi đèn gầm của xe Porter 2 nhập khẩu đời 2004, nó hắt lên đến đời 2006, thậm chí 2008. Đấy, thì nó vẫn lắp cái đèn tròn này. Đây là đèn gầm các bạn nhá, của Hyundai Porter. Đây là một trong những đèn xịn, hàng chính hãng luôn. Mỗi một đèn thì nó trong một cái hộp khác nhau. Đây là đèn trên mặt hộp các bạn, đây là bên lái, đây là hộp bên phụ các bạn này. Đó, hàng Hyundai xịn chính hãng luôn các bạn nhá. Luôn. Hôm nay thì mình quay lên cho các bạn xem. Đấy, vì rất nhiều anh em chạy những cái xe này thì đèn đến bây giờ nó rất là tối rồi. Thì các bạn mua những cái đèn tàu thì nó tất các bạn là nó không được bền. Mình bán thôi, mình cũng bán tàu. Nhưng mà mình nói thật là nó không được bền. Thì thay vì đó anh em bỏ ra một số tiền nó gọi là hơn một chút để chúng ta sử dụng đôi đèn xịn thì nó bền hơn và sáng hơn rất là nhiều. Đấy, các bạn nhá, đây đèn xịn này các bạn này, nó sẽ có một số những ký hiệu này, Mobit này. Đó các bạn thấy không? Các bạn sẽ thấy một số cái Mobit này. Nó dập trên HDMC trên này. Đó, đây là mặt sau của nó đấy các bạn. Đây, em mua cái đây. Đó, đầy đủ hết các bạn nhá. Xịn sò 100% luôn. Em xịn 100% các bạn nhá. Đấy, anh em nào mà có gì thì ủng hộ mình theo số điện thoại là 09788-23083 và 09788-23038 cũng như là 0243-881-1426. Thank you anh em rất là nhiều nhá. Đấy, đèn gầm các bạn này, Porter 1, Porter 2 đời 2005, 2004 đã lên đến 2008, đèn tròn. Rồi. Ok các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.